có tên trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, đến khi toàn đội sang Qatar tập huấn, hậu vệ Phan Tuấn Tài lại vắng mặt. Lý do được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra là hậu vệ trái của Thể công Viettel tái phát chấn thương đầu gối và không kịp phục hồi. Trở về câu lạc bộ chủ quản, Phan Tuấn Tài chia sẻ thêm, anh không gặp quá nhiều vấn đề nghiêm trọng, chủ yếu là sự quá tải do thi đấu quá nhiều. Cầu thủ quê Đắk Lắk thi đấu với mật độ quá dày thời gian qua khiến thể lực cũng giảm sút đáng kể. Việc không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á là điều vô cùng đáng tiếc với cầu thủ sinh năm 2001. Tuy vậy, do V-League tạm nghỉ nên Phan Tuấn Tài sẽ có thêm thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất của mình. 4 cầu thủ trẻ Thể công Viettel được triệu tập cho đội tuyển U17 Việt Nam từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF. Đó là Trần Hồng Kiên, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Việt Thắng, Lê Trọng Đại Nhân. Đây đều là những gương mặt vừa cùng U17 Thể công Viettel tham dự vòng loại U17 quốc gia 2024. Trong năm 2024, bóng đá Việt Nam tham dự nhiều đấu trường quan trọng ở nhiều cấp độ. Ở cấp độ U16, U17, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á dự kiến tổ chức giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia. Tiếp đó là vòng loại U17 châu Á 2025. Đây là cơ hội tốt cho những cầu thủ trẻ như Hồng Kiên, Đại Nhân thể hiện bản thân.